Trong khuôn khổ hoạt động của Trung tâm Thiết kế Việt Nam Hàn Quốc, Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc COICA, Viện Xúc tiến Thiết kế Hàn Quốc KIDP tổ chức tuần lễ thiết kế Việt Nam Hàn Quốc. Mở đầu tuần lễ thiết kế Việt Nam Hàn Quốc là hội thảo Thiết kế xây dựng thương hiệu, chinh phục người tiêu dùng thời đại 4.0. Tại hội thảo, doanh nghiệp và tổ chức đã được các chuyên gia về thương hiệu và thiết kế từ Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Việt Nam chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn về công tác xây dựng, phát triển thương hiệu, nâng cao năng lực thiết kế, phát triển sản phẩm và áp dụng các kiến thức này trong thực tiễn kinh doanh. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng tư vấn cải tiến, đổi mới thiết kế, giải pháp tiếp cận thị trường quốc tế, phát triển kinh doanh thương mại điện tử, kết nối giao thương giữa các nhà thiết kế và doanh nghiệp, trực tiếp tham quan các sản phẩm thiết kế tiêu biểu của Việt Nam, Hàn Quốc. Được biết, kể từ khi thành lập, Trung tâm Thiết kế Việt Nam Hàn Quốc đã liên tục triển khai các hoạt động đào tạo, kết nối các chuyên gia tư vấn thiết kế trong và ngoài nước với doanh nghiệp, góp phần giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao nhận thức về thiết kế, phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu.